thị trường phiên ngày 14 tháng 5 tiếp tục đi theo một cái kịch bản đó là rung lắc tại vùng đỉnh. Và với việc là thị trường phiên nay giao dịch ở cái mức thanh khoản tương đối là cao lên đến là hơn 22.000 tỷ mà trong phiên thì thị trường lại không tạo được một cái biên giá tăng. Mặc dù là thị trường hôm nay là tăng điểm với cái mức tăng là hơn 4 điểm. Uh, tuy nhiên thì nó lại không tạo được một cái biên giá tăng trong phiên. Thì vậy đây nó cho chúng ta những cái điều gì? Và uh, trong những cái phiên trong tuần tới ấy thì chúng ta sẽ cần phải đưa ra những kịch bản nào cũng như là chúng ta sẽ xử lý uh, theo những kịch bản đó như thế nào. Và những cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể uh, cân nhắc tham gia uh, trong những cái trường hợp mà thị trường có những cái điểm mua thì khi nào chúng ta có thể mua được và mua những mã cổ phiếu nào thì em Tùng cùng với các anh chị hôm nay sẽ cùng nhau đi phân tích như trong video này. Vâng, uh, em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube Cộng đồng CBA HT33 thì em là Lê Thanh Tùng, tư vấn đầu tư tại công ty chứng khoán VPS. Thì đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy được là thị trường phiên nay đó là thị trường kết phiên trong chiều đó là tăng hơn 4 điểm với một cái mức thanh khoản là tương đối cao lên đến là hơn 22.000 tỷ. À, tuy nhiên thì à, xét ở trong yếu tố trong phiên ấy, à, thứ nhất là thị trường phiên nay giao dịch tương đối là rằng co cũng như đây là chính là những cái hành động nó những cái diễn biến nó tương đối là rung lắc mạnh ở ở cái vùng cản đỉnh ở vùng đỉnh. Uh, mặc dù là thị trường tăng điểm Tuy nhiên thì cái biên giá tăng trong phiên nó lại không tạo được Và nó kết phiên trong chiều là tạo cái biên giá giảm Nếu như Nếu như không có cái phiên ATC cuối cùng ạ, à, Thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy rõ được Cái sự là uh, Cái biên giá giảm trong phiên Còn với cái việc mà sau khi kết phiên ATC Thì nó đã được kéo lên một cái mức này một cái, uh, Được kéo lên thêm khoảng một điểm uh, Thì nó cho thấy được là cái, cái Cái áp lực về cung cầu Cung cầu phiên hôm nay tham gia nó tương đối là cân bằng chứ không phải là hôm nay là là một phiên mà tăng anh chị nhé. Mặc dù là thị trường tăng điểm, tuy nhiên thì cái, cái cái cung cầu ạ, thì nó nó giao dịch trong cái chiều đó là tương đối là cân bằng. Và với việc là nếu mà thị trường mà uh, sideways quanh cái biên này, quanh cái biên sideways này với cái thanh khoản lớn như này, thì nó đang cho thấy được là thị trường đang có những cái áp lực bán tương đối là lớn. Đó. Và nếu mà trong tương lai uh, sang tuần tới mà cái áp lực bán này vẫn không thay đổi mà cái cái lực tiền tham gia nó không đủ để mà hấp thụ lại những cái lượng cung hàng bán ra thì rất có thể là thị trường sẽ đi theo những kịch bản đó là trong phiên thứ hai tới hoặc là một phiên nào đó trong um, tuần tới. Thì em đang dự là nó sẽ là vào phiên thứ hai hoặc là phiên thứ ba. Đó thì nó sẽ có thể đưa ra những cái kịch bản là thị trường sẽ bị đạp xuống thì nó là bị đạp vào những cái phiên nào thì chúng ta không biết. Tuy nhiên thì những cái nhịp đạp này thì em sẽ không đánh giá đó là những cái phiên đạp xấu mà em đánh giá đó là những cái cơ hội để chúng ta có thể vào hàng được tức là thị trường điều chỉnh là cơ hội để chúng ta vào hàng chứ không phải là để chúng ta bán hàng ra chúng ta trong tuần tới chúng ta sẽ giao dịch theo em thì chúng ta sẽ giao dịch theo một cái chiến lược nó đi ngược lại với thị trường tức là thị trường giảm thì chúng ta mua còn ngược lại thị trường tăng thì chúng ta sẽ bán lý do bởi vì sao bởi vì phiên tuần sau đó là phiên đáo hạn phái sinh thì đối với việc nếu mà thị trường phiên hôm thứ hai mà thị trường giảm điểm thì đó sẽ là cái cơ hội để chúng ta có thể là mua hàng đó. Còn nếu mà thị trường mà tăng điểm thì trong cái chiều tăng đó nó sẽ tạo những cái tiền đề, những cái cơ hội để cho phiên thứ ba và phiên thứ tư là thị trường uh, tổ chức ạ. những nhà đầu tư tổ chức họ sẽ có cơ hội để mà đạp thị trường xuống. Tức là nếu mà thị trường phiên thứ hai mà tăng thì rõ ràng là tăng lên ở một cái mức tăng tốt đủ để họ có thể là họ chốt lời trong ngắn hạn cũng như là rũ bớt nhà đầu tư đi thì thứ ba và thứ tư sẽ là những thời điểm mà thị trường có thể sẽ bị đạp xuống đó còn nếu mà thị trường mà uh, nếu mà thị trường và phiên hôm thứ hai mà bị đạp xuống thì đến hôm thứ ba thứ tư rất có thể là thị trường sẽ được kéo lên đó thì đấy chính là những cái kịch bản mà em cũng đang đưa ra còn đâu xét về trong yếu tố dài hạn thì vẫn là những kịch bản là con sóng tăng cái xu hướng tăng của thị trường nó vẫn là không thay đổi đó, vẫn là không thay đổi còn đâu cái việc mà thị trường mà đạp trong ngắn hạn Uh, trong tuần tới mà thị trường có những pha điều chỉnh, điều chỉnh mạnh hay là nhẹ thì chúng ta chưa thể biết được. Tuy nhiên với những sự điều chỉnh đó thì uh, em đánh giá nó là điều chỉnh nó cũng rất là bình thường thôi. Và những sự điều chỉnh đó nó sẽ là cơ hội để các anh chị có thể vào được hàng. Đó. Thì lý do tại sao mà trong cái thời điểm này thì em lại đưa ra những cái bản nó thận trọng như vậy. Bởi vì trong cái thời gian vừa rồi thì anh chị có thể thấy được là uh, những cái mã cổ phiếu trong VN30 cũng như là những mã cổ phiếu trong ngân hàng nó đã có những mức tăng khá là mạnh rồi. Thì với việc mà một cái thị trường hay là một cổ phiếu mà nó đã tăng mạnh rồi thì cái dư địa tăng cũng như cái động lực để mà tăng nó sẽ thấp hơn so với cái việc mà nó mới tăng hay là nó chưa tăng. Bởi vì là khi mà nó đã tăng mạnh rồi thì rõ ràng là có rất nhiều nhà đầu tư họ sẽ có những tâm lý là có thể là họ sẽ thỏa thỏa mãn rồi. Họ thỏa mãn với những cái mức target mà họ đưa ra. Hoặc đơn giản là nó họ thấy tăng nhiều thì họ có thể là chốt lời bất kỳ lúc nào. Đó, còn đâu nếu mà cổ phiếu hay là thị trường mà mới chỉ tăng thôi thì tâm lý của nhà đầu tư vẫn sẽ có những sự kỳ vọng là uh, trong thời gian tới là vẫn đi lên và họ sẽ vẫn có những cái tâm lý là nắm giữ tiếp để mong, mong chờ là cổ phiếu sẽ có những cái sự bứt phá đi lên tiếp theo hay là thị trường cũng tương tự như vậy thì do đó là để mà có thể làm mới được dòng tiền cũng như là tạo lên được những cái mức tăng cũng như là những cái bước đột phá tiếp theo thì thị trường cần phải có những cái pha gọi là rũ hàng rũ hàng mạnh hay là nhẹ thì nó chúng ta sẽ chưa thể biết được có thể là thị trường sẽ rũ khoảng tầm 10 điểm, 15 điểm, 20 điểm hay cũng có thể là rũ đến 30 điểm thì rũ bao nhiêu điểm là chúng ta sẽ không thể biết được. Đó, và chúng ta sẽ sẽ phải dựa theo theo từng phiên và trong những phiên tới kịch bản như thế nào thì chúng ta cũng sẽ vẫn phải theo sát thôi. Đó thì chúng ta sẽ đưa ra hai kịch bản. Nếu mà thị trường uh, thị trường mà tăng điểm trong phiên thứ hai thì chúng ta sẽ bán. Còn thị trường mà uh, giảm điểm trong phiên thứ hai thì đó là cơ hội để chúng ta mua. Và bản thân phiên nay thì bên em cũng đưa ra những chiến lược cũng rất là rõ ràng. Nếu phiên nay đó là phiên mà đầu phiên đầu phiên mà thị trường giảm thì bên em mua vào và bên em cũng đã có kê lệnh chờ sẵn rồi. Tuy nhiên thì uh, thị trường lại mở cửa trong cái chiều đó là uh, thị trường mở cửa tạo gấp tăng. Do đó thì phiên nay chủ yếu là bên em là chủ yếu là bán thôi và bên em bán tập trung vào những mã là GMD thì GMD cũng là cổ phiếu mà trước đó thì bên em cũng đã mua ở cái vùng dưới này rồi và phim nay thì bên em cũng đã bán ra ở cái mức giá đó là 36.6 ở đây đó thì về cái vùng này hoàn toàn những phiên tới là chúng ta vẫn có thể tham gia được ở cái vùng giá là 35.7 thì tốt nhất là chúng ta sẽ nên canh về cái vùng đó là vùng từ 35.3 nó 35.2 thì chúng ta vào hàng nó sẽ an toàn hơn cũng như là nó sẽ có những mức lợi nhuận tốt hơn cho anh chị đó hoặc là một mã cổ phiếu hôm nay bên em cũng có cho bán ra đó là cổ phiếu của MBS MBS thì chúng thì bên em thì cũng chỉ là hạ tỷ trọng thôi bên em sẽ bên em hôm nay cho chốt ở cái mức giá đó là 27.1 đó thì trong thí dụ như là phiên này hoàn toàn có thể chúng ta sẽ mua ở những vùng này hoặc là những phiên tới chúng ta có thể sử dụng những cái 50 tỷ trọng hạ đó chúng ta có thể là canh mua vào ở những vùng dưới này thì thứ nhất là chúng ta vẫn đảm bảo được cái lợi nhuận chúng ta đã có rồi và thứ hai là khi mà về những vùng giá Uh, rẻ hơn thì chúng ta có thể sử dụng cái 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 tiền đó để chúng ta có thể là mua lại do chúng ta vẫn đảm bảo được cái mức lợi nhuận và bản thân cái mức lợi nhuận từ cái dựng vùng giá từ 24 cho đến cái thời điểm bên bên em chốt ấy, thì nó cũng đâu đó được khoảng tầm độ tầm 12, 13% rồi thì đây cũng là một mức cũng tương đối là ổn thì chúng ta có thể là sẽ canh chúng ta sẽ mua lại cổ phiếu này khi mà nó về những vùng chiết khấu đủ rẻ khoảng tầm từ giá 26 là chúng ta có thể tham gia được. Vậy thì ngoài ra thì chúng ta có thể nhìn được một yếu tố ở thị trường của chúng ta. Tức là những phiên gần đây anh chị thấy ạ, hai cái phiên phiên tăng điểm gần đây nhất chính là phiên ngày 12 tháng 5 thì thị trường tăng với cái thanh khoản nó thấp, tức là khoảng tầm 20 uh, 20.900 tỷ. Thì sau đó là phiên đối phiên hôm qua ở đó là phiên mà thị trường giảm điểm với mức thanh khoản là có sự gia tăng. Và phiên hôm nay tuy là thị trường là tăng điểm, tuy nhiên thì cái biên giá ở trong phiên lại không tạo được một cái biên giá tăng và với một cái mức thanh khoản nó lớn là đến tận 22 000 tỷ thì nó đang cho thấy được cái lượng cung hàng ở thời điểm hiện tại của thị trường là tương đối lớn do đó thì trong tương lai nếu mà thị trường mà không tiếp tục duy trì được một cái mức thanh khoản cao bởi vì sang tuần cũng là phiên sang tuần là tuần đó bạn phải sinh do đó thì tâm lý của nhà đầu tư bao giờ cũng sẽ mang tính chất thận trọng hơn và nếu như mà cái dòng tiền không hấp thụ lại được những cái lực bán ra đó thì rất có thể là thị trường sẽ điều chỉnh nói thì điều chỉnh phía nào thì chúng ta sẽ cùng quan sát và uh, trong cái kịch bản trong kịch bản mà nếu mà thị trường có sự điều chỉnh thì những mã nào là những mã mà chúng ta có thể tham gia được thì uh, lát nữa thì em sẽ review còn bây giờ thì em sẽ review lại một vài cổ phiếu mà uh, trong thời gian gần đây thì em cũng đã có những cái khuyến nghị cho anh chị thì thứ nhất đó là cổ phiếu của thế giới số thì đây chính là cái phiên mà em đã có những sự review cho anh chị ạ tức là phiên này thì sau khi mà kết phiên thì uh, em dự đoán là thị trường sẽ có những cái sự uh, Uh, nó sẽ có những sự uh, điều chỉnh uh, canh cái cổ phiếu này về cái vùng giá đó là uh, cái vùng giá từ 120 đến 121 thì bản thân phiên này là phiên mà nó không về được giá đó nên là em cũng không có tham gia thì uh, uh, phiên này nó cho thấy được một cái mức thanh khoản tiếp tục gia tăng đó, và cái xuống của nó vẫn là xuống tăng với một cái mức tăng phiên này tương đối là tốt nếu như anh chị nào hôm nay mà canh về được cái vùng giá thấp nhất hôm nay đó là 121 thì đâu đó là anh chị cũng đã có được một cái mức tăng đó nó lên được lên được khoảng tầm 8 thì đây cũng là một mức tăng rất là tốt khi mà hàng chỉ có hàng T0 T1 thôi thì anh chị cũng đã có mức tăng rất là tốt rồi thì những anh chị nào mà đang có những mã cổ phiếu này thì anh chị vẫn có thể nắm tiếp được hoàn toàn là anh chị có thể là mua gia tăng khi cổ phiếu này chỉnh về cái vùng đó là vùng 125 đó cổ phiếu tiếp theo đó cổ phiếu của CKG CKG thì bản thân sau khi kết phiên ngày 10 tháng 5 thì em cũng đã có đưa ra những cái nhận xét tuy phiên uh, ngày 10 tháng 5 đó là một phiên giảm điểm lên đến hơn 2%. Tuy nhiên thì em lại đánh giá đó là những cái sự giảm điểm tương đối tích cực để uh, giúp cho các anh chị có thể là vào hàng được. Thì phiên nay CG cũng tiếp tục cho thấy được cái dòng tiền tham gia cực kỳ mạnh của cổ phiếu này và kết phiên trong chiều đó là tăng trần. Đó thì xu hướng của cổ phiếu này thì tiếp theo nó vẫn sẽ là đi lên thôi. Trong những kịch bản mà các anh chị uh, trong kịch bản mà thị uh, thị trường mà có những áp lực điều chỉnh mà cổ phiếu này uh, điều chỉnh về những vùng dưới uh, Uh, khoảng tầm 16.7 thì các anh chị vẫn có thể nắm giữ tiếp được và thậm chí còn có thể mua gia tăng, không vấn đề gì cả đó. Vậy thì tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến với những cái mã cổ phiếu mà uh, chúng ta sẽ canh mua trong uh, những cái thời gian tới Và đặc biệt với những anh chị nào mà thời điểm hiện tại mà anh chị vẫn chưa có ai quản lý tài khoản Hoặc là anh chị tham gia thị trường mà vẫn chưa biết mua mã nào Thì em xin kính mời anh chị có thể là mở tài khoản giao dịch tại VBET do em quản lý Thì sẽ được em thêm vào roomvip phía hàng thì tại đây ngoài cái việc là những cái ưu đãi liên quan đến uh, đến phí giao dịch cơ sở hiện tại bên em đang rất là thấp chỉ 0,15% một năm và phí giao dịch margin bên em cũng rất là thấp chỉ 0,13% một năm thôi lãi suất cho vay bên em thì cũng rất là thấp chỉ từ 6,8 đến 9% một năm và đặc biệt là với cái việc mà tỷ lệ cho vay rất là cao ở sàn Hà Nội cũng như sàn Upcom bên em cũng cho vay thì đây chính là những cơ hội để anh chị có thể là gia, gia tăng tài khoản của anh chị khi mà thị trường tiếp tục có những cái diễn biến đó là up -chain. Ngoài ra thì cái quan trọng nhất khi anh chị mà tham gia mở tài khoản giao dịch tại VIBES xem quản lý thì uh, sẽ được em thêm vào cái room phím phim hàng. Thì tại đây thì em sẽ luôn luôn có những khuyến nghị là anh chị mua và bán uh, những mã cổ phiếu nào, luôn luôn có những cái giá đề uh, giá khuyến nghị rõ ràng. Không có chuyện là em cho hô mua lãi thì cho chốt mà lỗ thì mình đi sẽ không bao giờ chuyện đó. Kể cả lãi thì cũng cho chốt mà lỗ thì cũng sẽ báo các anh chị cắt thì đó chính là cái cách làm việc cũng như là nguyên tắc làm việc của em thì những anh chị nào trong lưới bên em thì cũng đã cảm nhận được rồi đó thì anh chị nào mà chưa biết mua mã thì cứ liên hệ tới em nhé cách thức tham gia thì anh chị chỉ cần mở mở tài khoản giao dịch tại VIB là được thôi anh chị nhé thì tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với một số những cái mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ có thể canh mua được khi thị trường điều chỉnh thứ nhất đó là dòng ngân hàng thì ở thời điểm hiện tại thì em sẽ đánh giá là Uh, đa phần những mã cổ phiếu ngân hàng thì bây giờ nó đã chạy tương đối là mạnh rồi Thì chúng ta sẽ canh mua những mã cổ phiếu nào mà nó mới chạy Hoặc là nó đang có những cái um, dấu hiệu đó là cái dòng tiền tham gia mạnh này Và chuẩn bị bước uh, vượt hẳn những cái um, cái vùng đỉnh cũ của nó Thì đối với cổ phiếu của MSB cũng là cổ phiếu mà em đã review rất nhiều từ những cái phiên trước đây rồi ạ Thì um, đây là cổ phiếu cho thấy được cái dòng tiền tham gia rất là mạnh từ những phiên ngày mùng 5 tháng 5 và những cái phiên giảm điểm ngày 6 và ngày 7 nó cũng chỉ mang tính chất đó là giảm điểm để rũ bớt những nhà đầu tư mà đã bị kiệt hạn ở cái vùng này thôi. Và do đó thì sau đó thì cái dòng tiền nó tiếp tục tham gia. Đây chính là những cái dòng tiền tiếp tục tham gia với những xu hướng gia tăng thì nó đang cho thấy được là nó tiếp tục tăng điểm. Và sau khi vượt được cái vùng cái vùng đỉnh cũ ở đây chính là cái vùng là vùng 23.3 thì hiện tại bây giờ nó không còn cản rồi. Thì trong những cái xu hướng tiếp theo khi mà cổ phiếu này về những cái vùng đó là vùng từ 23 giá từ 23 là chúng ta có thể tham gia mua mới được thì khi mà nó không còn cản nữa thì nó sẽ cho những mức tăng rất là tốt thì anh chị có thể kênh tham gia cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu của BVB đây là cổ phiếu mà trong những cái nhịp gần đây thì em đã có review rất nhiều cho các anh chị thì cổ phiếu này đối với cái phiên giảm điểm ngày 11 tháng 5 ạ thì cũng được em review rồi đây nó chỉ mang tính chất đó là bị đạp cuối phiên với thanh khoản thanh khoản đạp nó không quá lớn Do đó thì xu hướng của cổ phiếu này nó vẫn là đi lên. Và trong những phiên tới khi mà nó vượt được cái vùng là 15.5 thì cái vùng cản ở cái vùng đỉnh cũ đây nó sẽ không còn nhiều nữa thì hoàn toàn là nó sẽ cho những mức tăng rất là tốt. Các anh chị nào mà có hàng thì anh chị vẫn có thể nắm giữ được. Nếu hôm nay mà anh chị bán ở cái vùng là 15.5 thì các anh chị có thể canh tham gia mua lại ở cái vùng từ 14.8 là chúng ta có thể tham gia được. Rất là mạnh. Đó. Thì những anh chị nào mà có hàng thì cứ nắm giữ tiếp thôi, không có đề gì cả. Cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu chúng ta sẽ đi một chút về cổ phiếu của của dòng xây dựng thì đây là cổ phiếu của uh, DG thì em cũng đã có review khá là nhiều ở trong những nhịp gần đây đó thì uh, với phiên này, đó là phiên cho thấy là cổ phiếu này tương đối là có dòng tiền tham gia mạnh hơn so với thị trường thứ hai là nó đã tạo được một mức tăng tuy không phải là quá lớn nhưng nó có sự đồng thuận với thanh khoản thì xu hướng tiếp theo của nó vẫn là xu hướng tăng và theo đánh giá thì ở thời điểm hiện tại cái lượng cung hàng ở cái vùng này nó sẽ không quá lớn đâu. với nếu nếu như là cái cái mức với cái mức thanh khoản mà tiếp tục gia tăng như phi hôm nay thì hoàn toàn là nó sẽ có những cái xác suất là nó sẽ vượt được cái vùng đỉnh ngắn hạn là 31.05 rất là dễ dàng. Và với việc sau đó là nó sẽ vượt hẳn cái vùng đỉnh đỉnh của nó là cái vùng đỉnh từ vùng 32.7 thì nó sẽ cho mức tăng rất là tốt. Bởi vì dòng tiền hiện tại là dòng tiền đang tham gia đánh lên, nó đang tương đối là rõ ràng rồi thì anh chị có thể canh tham gia vào được. Cổ phía tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái dòng của chứng khoán. Thì thời điểm hiện tại thì em sẽ tập trung rất là nhiều vào dòng chứng khoán bởi vì là chúng ta thì thấy được là cái mức thanh khoản gia tăng thì đương nhiên là những công ty chứng khoán này cũng sẽ được hưởng lợi. Cũng như là dòng tiền hiện tại là đang đổ vào chứng khoán tương đối là mạnh. Thì SSI cũng tương tự là như vậy đối với SSI thì phiên nay đó là một phiên tăng điểm tuy nhiên thì uh, kết phiên trong chiều đó là nó bị giảm nhẹ trong chiều đó là so với cái giá mở cửa với mức thanh khoản thấp như thế này thì nó chỉ uh, đang cho thấy là phiên nay nó đang xử lý cái lượng cung hàng đây chính là cái vùng xử lý lượng cung hàng từ cái vùng 35 35.3 cho đến cái vùng đó là vùng 36 thì hôm nay nó đang xử lý lượng cung hàng này thôi thì các anh chị nào có hàng thì anh chị vẫn nắm giữ được bình thường không vấn đề gì và chúng ta sẽ canh tham gia uh, mua mới và mua gia tăng từ cái vùng đó là vùng từ 34 cho đến vùng 35 là vùng chúng ta tham gia tương đối an toàn và uh, theo em thì nó sẽ cho những mức lợi nhuận rất là tốt anh chị nào mà có hàng thì chị vẫn có thể canh tham gia gia tăng được tiếp nhé cổ phiếu tiếp theo đó cổ phiếu của SHS đối với SHS thì cũng là cổ phiếu mà đã được em review từ trước rồi thì đây là cổ phiếu nó đang cho thấy được cái dòng tiền có xuống gia tăng tương đối là mạnh và phim này cũng tương tự là như vậy thì cổ phiếu này hôm nay nó cũng lên đến cái vùng cản đây thì nó cũng bị đạp lại nó là chuyện rất là bình thường thôi và xuống cổ phiếu này nó vẫn là xuống tăng các anh chị nào mà có hàng thì hoàn toàn vẫn có thể mua gia tăng và những anh chị nào chưa có hàng thì có thể là mua mới được chúng ta sẽ canh tham gia khi mà cổ phiếu này về cái vùng đó là từ vùng 29 từ vùng 29 cho đến vùng 29.8 là chúng ta có thể mua mua mới được đó vâng một cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu của HCM lý do tại sao mà HCM là chúng ta lại có thể tham gia được bởi vì đối với đối phiên này đó là một phiên mà cho thấy là uh, xuất hiện những áp lực bán của HCM tuy nhiên thì một cái mức thanh khoản là nó là không có gần như là rất là thấp do đó thì trong những phiên tới nếu mà cổ phiếu này có những cái sự điều chỉnh thực ra thì cổ phiếu này để mà nó điều chỉnh sâu thì sẽ rất là khó thì chúng ta uh, anh chị là mà uh, chưa có hàng ấy, thì chúng ta có thể là canh cái vùng đó là vùng 34.3 để mà nó về đến cái vùng 34 thì thực sự rất là khó bởi vì là cái dòng tiền nó tham gia đánh lên nó rất là rõ ràng rồi do đó thì nếu mà các anh chị muốn tham gia thì chúng ta sẽ có thể tham gia được từ cái vùng đó vùng 34 cho đến vùng 34.3 là chúng ta có thể tham gia được xu hướng vẫn là xuống tăng đó cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu của CTS thì tại sao mà cổ phiếu này thì rõ ràng dòng tiền nó không có những sự nổi, nổi bật quá rõ mà em lại đánh giá đây là cổ phiếu sẽ cho những mức tăng tiếp theo bởi vì là sau sau khi mà nó về những cái vùng nền dưới này đây, đây chính là những cái vùng nền hỗ trợ tương đối mạnh của cổ phiếu này thì nó đã chứng lại cái đà bán cũng như là đã có những sự tích lũy nhẹ ở đây đây chính là những sự tích lũy đây chính là những sự tích lũy và xu hướng của cổ phiếu này nó đang là xuống đi lên đây chính là cổ phiếu xuống đi lên với những mức thanh khoản có sự gia tăng thứ nhất đó là các anh chị thấy được là những cái cây những cái phiên tăng điểm à, là phiên tăng điểm với cái cái thanh khoản cao còn những cái phiên giảm điểm thì nó lại giảm điểm với cái thanh khoản thấp chứng tỏ nó chỉ mang tính chất là rũ hàng và những nhà đầu tư ở uh, hiện giờ mà muốn bán ra cổ phiếu này gần như nó là rất là thấp do đó thì chỉ cần với những mức thanh khoản nó không phải là đột biến quá lớn giống như những mã cổ phiếu như EFD thì nó vẫn tạo được những cái mức tăng do đó là trong những phiên tới cổ phiếu này về cái vùng đó là vùng 15 là chúng ta tham gia cực kỳ lan toàn đó như anh chị nào mà đang có hàng hoặc là những anh chị nào đã bị kẹt hàng ở trên những vùng này Thì anh chị có thể là canh mua trung bình giá xuống từ cái vùng 15 Thậm chí là chúng ta có thể là canh, uh, canh chị có thể canh mua từ cái vùng giá tam chiếu Tất nhiên là uh, nếu mà canh được những cái vùng giá đỏ hơn một chút thì nó sẽ là tốt hơn Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu của SBS Cổ phiếu của SBS thì cũng là cổ phiếu mà phim qua em cũng đã có review rồi Thì xu hướng của cổ phiếu này hiện tại đang là xuống đi lên Đang là xuống đi lên và những cái thanh khoản bắt đầu có những cái sự là nó có sự thay đổi dần rồi Tức là nó thu hút được dòng tiền tham gia nhiều hơn Và với cổ phiếu này thì đây chính là cái vùng nền nó xây tương đối là chắc Đây chính là vùng nền xây tương đối là chắc Và cái vùng nền dưới á, cái vùng nền dưới cũng rất là chắc ở đây ạ Thì đây nó nó gần như là một cái mô hình đó là nền trồng nền Thì nếu mà cổ phiếu này về cái vùng là 7.6 thì hoàn toàn các chị tham gia được thoải mái, không vấn đề gì cả đó Từ vùng 7.6 cho đến gần vùng giá 8 là chúng ta có thể tham gia được đó. thì ngoài ra thì các anh chị nào mà đang có những câu hỏi nào thắc mắc thì anh chị cứ để lại ở phần comment ở dưới video này nhé và anh chị thì, uh, nào mà mới xem video của em lần đầu thì uh, các anh chị có thể để lại giúp em một cái nút đăng ký kênh để có thể ủng hộ em trong những thời gian tới và như anh chị nào mà vẫn chưa biết mua những mã cổ phiếu nào hoặc là chưa có tài khoản thì cứ liên hệ với em thì em sẽ hỗ trợ uh, mở tài khoản cho anh chị và sẽ có những khuyến nghị đầu tư rõ ràng cho anh chị nhé. vâng thì uh, cuối tuần thì em cũng xin kính chúc quý anh chị là sẽ có những ngày nghỉ thật là vui vẻ bên gia đình và người thân của mình nhé. Vâng, em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư ạ.